Chương trình ngày mới tiếp tục với những câu chuyện nhân vật đã và đang lan tỏa những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Thưa quý vị, phòng khám bác sĩ gia đình là mô hình bác sĩ lập hồ sơ theo dõi sức khỏe thường xuyên cho từng hộ gia đình trên địa bàn quản lý. Việc phát triển các phòng khám này giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Tại địa bàn huyện Châu Đức, mô hình phòng khám bác sĩ gia đình đã đem lại lợi ích thiết thực sau gần 2 năm triển khai. Góp phần không nhỏ vào thành công của mô hình là bác sĩ Trần Ngọc Lễ, trưởng khoa phòng khám cấp cứu, phụ trách mô hình bác sĩ gia đình tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Người thầy thuốc được nhiều bệnh nhân nhận xét là một bác sĩ tận tâm, tận tụy với công việc. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ba Gian, Châu Đức, bác sĩ Trần Ngọc Lễ luôn tự nhủ. Đã chọn nghề y thì dù công tác ở đâu cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chữa bệnh, cứu người, chăm lo tốt nhất cho bệnh nhân. Vào cuối năm 2018, khi Sở Y tế triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức và trực tiếp là bác sĩ Trần Ngọc Lễ đã mạnh dạn đề xuất xây dựng mô hình với mục tiêu tổ chức thăm khám, lập hồ sơ sức khỏe cho tất cả các bệnh nhân cao tuổi bị bệnh mãn tính và huyết áp, đái tháo đường, hen. Thí điểm mô hình này từ cuối năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức đã khởi tạo được gần 2.500 hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên hệ thống quản lý phần mềm. Qua đó, cấp thuốc điều trị hàng tháng. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, mô hình bác sĩ gia đình đã triển khai khám sàng lọc cho gần 7.000 bệnh nhân tại các xã thị trấn, hướng đến mục tiêu từ đây đến cuối năm sẽ thăm khám cho toàn bộ khoảng 17.000 người cao tuổi ở huyện Châu Đức. Tôi 75 tuổi rồi. Thấy đoàn hồ xuống rồi vô đây khám rồi, chứ ở bên trong nhà đó thôi. Chứ đi thì cô Tiên là một tiếu chị ôm đi, cô Tiên thôi. Máu dịp mỡ rồi huyết áp cao thì gái cuộc sống. Chân tay bị các đường tĩnh mạch ký là đi không được. Vài liệt năm đi vì chuẩn bị này mà đi Đông Tây, với Châu Đức. Thì hôm nay có đoàn bác sĩ khám, về khám thì cũng là mừng lắm. Thì xuống máy chỉ đến gặp thầy gặp thuộc cho đỡ. Không chỉ tận tâm khám bệnh, cứu người, bác sĩ Trần Ngọc Lễ còn dành thời gian nghiên cứu một số đề tài liên quan đến bệnh tăng huyết áp, đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường, hen suyễn mãn tính. Kết quả của những đề tài ấy được ứng dụng vào việc khám điều trị bệnh nhân của trung tâm. Ở miền quê này thì rất là khổ. Người ta không có phải là đi tầm soát hàng tháng, khi nào có bệnh người ta mới đến. Thì khi thành lập được cái phòng khám gia đình này á, thì chúng tôi tư vấn cho người ta tầm soát các cái xét nghiệm cần thiết cơ bản để cho người ta được lên tuyến trên hoặc là để người ta được điều trị sớm. Điển hình nhất là như là tăng huyết áp, đái tháo đường. Tôi rất là mơ ước như thế này, không có mơ ước gì lớn, ở các tuyến xã triển khai được hết mô hình bác sĩ gia đình để đến được từng người dân nghèo, những người mà già cả neo đơn không được chăm sóc y tế, để quản lý người ta, để hướng dẫn cho người ta, tư vấn cho người ta để người ta được điều trị, để được hưởng về cái y tế. Đối với công tác chuyên môn thì bác sĩ này cũng giúp đỡ các đồng nghiệp rất là nhiều mà không có nề hà gì công việc. Và khi mà triển khai cái chỗ phòng khám bác sĩ gia đình đó thì bác sĩ Lễ là một trong những người tiên phong đảm nhận cái phòng khám này. Bởi vì đây là một cái chỉ tiêu mới mà Sở Y tế giao. Đó, và khi bác sĩ Lễ tiên phong làm thì tôi thấy cái hiệu quả của nó được đánh giá rất là cao. Với những nỗ lực không ngừng trong công việc, bác sĩ Trần Ngọc Lễ nhiều năm liền được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được ngành y tế khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công việc được giao. Song với người thầy thuốc của nhân dân, bác sĩ Trần Ngọc Lễ hàng ngày được làm công việc mình đã chọn lựa, luôn được bệnh nhân, đồng nghiệp tin yêu. Đó mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, là phần thưởng cao quý nhất.